Thưa quý khán giả, năm 2011, tỉnh ủy Hậu Giang ban hành chỉ thị 15 nhằm chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ đảng viên. Sau 4 năm thực hiện, chỉ thị đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ đảng viên về tác phong và lề lối làm việc. Tiếp tục phát huy kết quả này tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục triển khai chỉ thị 05 với 4 nội dung quan trọng. Đây cũng là phần mở đầu chương trình kỳ này. Ở phần cuối chương trình là phóng sự về sự hài hòa giữa ý đảng lòng dân ở ấp 6 xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy với con đường nông thôn sạch đẹp. Quý khán giả thân mến, để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong việc thực hiện chỉ thị 15 về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành chỉ thị số 05. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu phát biểu triển khai của đồng chí Bí thư tỉnh ủy về chỉ thị này. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quy định số 47 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, quy định số 76 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần nghiêm túc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và có đăng ký phấn đấu cụ thể, thực hiện nghiêm quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. 2. Nêu cao trách nhiệm, năng lực hành động, xây dựng cụ thể hóa chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ, bao gồm những việc phải làm và những việc không được làm, phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, thực hiện lề lối làm việc khoa học, công khai dân chủ, ứng xử hòa nhã, thân thiện, đúng mực với tổ chức cá nhân nhằm thực hiện chức trách, nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. 3. Cấp ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện chỉ thị này, không được tiếp khách bằng rượu bia ngoại nhập, hạn chế tổ chức tiếp khách ở các hàng quán, khuyến khích tổ chức tiếp khách ở nhà khách, ở các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm chi tiêu trong các hoạt động, thực hiện đúng mục đích, nguyên tắc tài chính, hạn chế thấp nhất tổ chức liên quan, mừng tiệc, thăng chức vụ, cấp hàm, luân chuyển, điều động, đi công tác nước ngoài, vân vân, thực hiện chào cờ, hát quốc ca vào sáng thứ hai ở các cơ quan, đơn vị. 4. Chấp hành nghiêm luật pháp, nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tất cả cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không được uống rượu bia và các loại có cồn trong ngày làm việc, khi thực thi công vụ, đi công tác cơ sở, hội họp, trừ trường hợp thực hiện công tác đối ngoại, tiếp khách thật sự cần thiết, phải được cấp lãnh đạo, cấp cơ sở tương đương trở lên phân công. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã uống rượu bia, không được điều khiển phương tiện giao thông. 5. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chấn chỉnh, tác phong, lề lối làm việc, chấp hành ngày giờ công lao động, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với tổ chức, công dân, việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là những vị trí công tác nhạy cảm như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, người làm công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng đô thị, quản lý các dự án, tổ chức đấu thầu, xét thầu, tuyển dụng đào tạo, vân vân. Nếu cơ quan đơn vị nào để xảy ra tình trạng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà và tổ chức cá nhân thì thủ trưởng nơi đó chịu trách nhiệm kiểm điểm trước lãnh đạo cấp trên trực tiếp. 6. Giao ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo và có sơ kết rút kinh nghiệm
xây dựng bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong từng cơ quan đơn vị địa phương, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức theo quy định 1557 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức, chỉ đạo Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra và thanh tra công vụ. 7. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chỉ thị, định kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện chỉ thị này Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thưa quý khán giả, thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đề cập đến tình trạng một số nơi việc quy động sức dân vào quá trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều điều bất cập. Mới đây nhất là chuyện làm cổng rào ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Còn người dân ở ấp 6, xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy trong thời gian qua lại một lòng chung tay chung sức với đảng bộ, chính quyền để xây dựng xã nông thôn mới. Và tất cả đang chứng minh một điều, khó trăm lần, dân liệu cũng xong. Gần 3 năm nay, ngoài công việc đồng áng, bà Điền Thị Sáu còn có thêm một công việc mới là chăm sóc những luống hoa trồng hai bên đường. Với sự vận động, giải thích cặn kẽ của trưởng ấp và chính quyền xã, bà Sáu và nhiều hộ trong ấp cùng quyết tâm xây dựng tuyến đường đẹp. Giờ đây, nhìn cả tuyến đường nông thôn rộp màu xanh mát, sạch sẽ, bà càng phấn khởi. Bà lại vui mừng hơn khi đó chính là sự góp công, góp sức cùng với chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí cảnh quan môi trường, tiêu chí khó nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Bê tông thì nó tốn kém hơn nhưng mà nó cái vẻ đẹp nó không có bằng cái cây xanh. Cũng nhờ những hàng rào kiểu mẫu như thế này mà tất cả người dân trong ấp 6 có hình mẫu để làm theo. Làm để xây dựng tuyến đường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, nối liền khắp ấp và để mở ra một diện mạo mới cho quê hương, mới từ ngoài ngõ vào trong nhà. Khi được người đi đường mà khen đẹp rồi đó, mình cũng vui lắm, mà lúc người ta xin bông trồng đó thì mình cũng cắt cho người ta, rồi đang cho mọi người ta trồng đẹp như mình vậy đó. Khó, nhưng mọi người ở đây vẫn làm, dần dần rồi cũng quen, bởi ai cũng hiểu rằng khi kinh tế gia đình được nâng lên thì đời sống tinh thần cũng cần được nâng cao. Điều quan trọng là tự nguyện tham gia để làm đẹp chính nơi mình sinh sống, làm khởi sắc quê hương mình. Không những vậy, người dân ở ấp 6 còn có hẳn một câu lạc bộ trồng hoa anh đào với 26 thành viên. Bằng nhiều tâm huyết, mồ hôi, nhiều hộ gia đình khó khăn, neo đơn cũng có hàng rào gọn gàng, tinh tươm, sạch đẹp. Đó là sự khởi sắc ban đầu, báo hiệu cho những đổi thay của cuộc sống mới. Câu lạc bộ là hoa anh đào đó ha, là tôi thấy là cái đó là một cái tinh thần lớn trong cái trong cấp, chứ không phải là nó nhỏ. Tự nhiên người dân người ta mà dạng như người ta xung phong lên làm không tiền không cơm mà cũng không có ai trả một đồng lương đồng bạc nào, chứ mà người ta làm ngày này qua ngày nọ mà tháng này qua tháng nọ là thấy là công sức người ta cũng rất là lớn, mà người ta không có đáp ứng cho được, người ta không có lợi gì cho người ta mà nhưng người ta vẫn làm, thì thấy cái ý nghĩa này nó cao dữ lắm. Tôi cũng đi là nhiều chỗ thì cũng thấy cũng có con đường đẹp, nhưng mà thấy không có con đường đẹp nào bằng con đường của ấp 6 Dị Thắng. Nếu mà mình là trồng con đường đẹp thì không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt là con đường bê tông, hàng rào cây xanh thì nó phù hợp với địa phương mình. Một con đường đẹp không nói lên được nhiều điều, nhưng nó đủ để chứng minh khi ý đảng lòng dân trở thành một, thì người dân sẽ tự ý thức được trách nhiệm của mình. Nó khác hẳn với kiểu vận động hô hào hình thức. Quý khán giả thân mến, chuyên đề Đảng vì dân, dân theo đảng kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyên đề kỳ sau.